Konnichiwa, xin chào các bạn. Hôm nay mình đã đột nhập tới phòng của anh Dũng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem anh Dũng đang làm gì nhá. Đây. Đây rồi. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người. Chị có biết đây là gì không? Cái này là cái gì thế này? Anh làm gì đấy? Đây à, đây là những món quà để chuẩn bị cho chuyến đi Hải Phòng của anh và em đó. Em đã đọc được thông tin ở trên mạng chưa nhỉ? Ở trên fanpage của Zumodi nhá. Vào ngày 25 tháng 5 này, bọn mình sẽ tổ chức offline ở Hải Phòng. Đúng rồi. Và ngay sau đây là một vài món quà nhỏ nhỏ mình muốn tặng cho những bạn nào đến tham dự buổi offline của chúng mình. Đấy nhỉ? Ngoài cái việc giao lưu đúng không? Về cuộc sống văn hóa Nhật Bản của mình và Nghĩa thì chúng ta còn sẽ tổ chức trò chơi, một vài trò chơi và sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn đây. Trò gì đấy anh? Trò gì đấy? Có bingo á, bingo của trò chơi của khấu á. Thấy chưa nhỉ? Hey. Ok. Đây là món quà mình thấy là đắt và đẹp nhất. Đấy, mình cho các bạn xem. Sổ đây anh ơi. Đây là quà gì đây? Quả kabocha đúng không? Kabocha này. quả gì không biết, nói chung là đây là một cái ấm đựng nước đúng không? Chúng ta có thể bỏ gì nước ấm vào đây hoặc là cà phê đá vào đây cũng được, vào nó uống rồi uống được chưa, xịn nhất đấy. Đây này, rồi có những cái món quà này, đấy đẹp không? Nó cái chuông gió này. Ăn ngược lại. Cái này là đây đi, bóc cái này đi. Cái này có vẻ rất đẹp. Cô đang bóc cái kia. Hai cái giống nhau á. Nước bóc ra. Đấy, đẹp chưa? Đây có đèn sáng này. Không sáng. Đây phải rút cái này ra. Được rồi. Đấy, sáng chưa? Đẹp chưa? Đấy, đẹp chưa? Trời ơi. Xịn ghê. Đẹp. Nào. Đấy, tiếp theo là món gì đây? Ôi, có quả lên dự này. Cái này là dùng để làm gì đấy? Ôi, anh em có biết món quà này không? Đây là món quà cực kỳ đắt giá luôn. Nếu mà bạn nào mà muốn có máy ảnh, muốn có len để làm vlog nhá, len thì đây đúng không? Là phần quà dành cho các bạn. Quá là đắt luôn đúng không? Xịn không? A few moments later. Tuy nhiên lừa tí thôi. Đây là len giả đấy. Canon ông luôn, đẹp chưa? Rồi ơi. Đấy, Canon đẹp luôn. Chúng ta thử bóc ra cho mình ạ. Ai ạ? Đây là một cái cốc uống nước thôi, giả hình cái len mà thôi đúng không nào? Liền nó rất là đẹp đúng không? Đấy. Đẹp không? Ủa, đây là màu trắng này, cái màu trắng đẹp hơn này, cốc uống nước đúng không nào? Đúng rồi. Ngoài ra còn cái gì đây? Này cô bóc đi, bóc này. Đây là một cái gì đây? Hộp không phải, đây là cái đựng bút. Yeah. Xịn đó. Được đấy, cái bình nước này được đấy, đẹp phết này, quá là đẹp luôn đấy, đúng nào, ok, này cô cầm đấy, ngoài ra còn có một vài những phần thưởng nhỏ như thế này, nói chung là rất là nhiều, đúng nào, đây là bát mì ramen này, đúng không? Cái này móc chìa khóa thôi, được chưa nhỉ? Wow, móc chìa khóa, cái này mềm lắm nhỉ, cầm này, cái con này, đâu đây xem vừa tay không, ai, con thấy không? Chị đâu? Đây nữa, nghe móc áo chìa khóa rất là đẹp. Đây, ok. Ngoài những món quà mà mình vừa giới thiệu ở đây ra thì tất cả những bạn đến tham gia cuộc offline ngày hôm đó sẽ được nhận được một phần quà là một chiếc túi thật là dễ thương của Zumodi. Đây, các bạn xem, rất là đẹp đúng không? Đây, cô ca đeo này. Đấy, thấy không? Và buổi offline của chúng ta sẽ diễn ra tại địa chỉ đây. Còn mình không nhớ địa chỉ thì cứ cho lên màn hình các bạn nhìn nhá. Đó là chai Hải Phòng á. Đó là chai Hải Phòng. Được chưa? Từ 10 giờ đến 12 giờ sáng. Những anh em nào đang ở Nhật mà có anh em họ hàng đang ở Hải Phòng học tiếng Nhật thì cố gắng giới thiệu nhá.
Tại vì nhiều người cũng không biết, mới học tiếng Nhật không biết Dũng Body á. Tuy nhiên thì giới thiệu nhá, giới thiệu đến những người nhỉ. Buổi offline của chúng mình nghe những chia sẻ liên quan đến Nhật Bản này, Nhật Bản rồi cuộc sống tiếng Nhật. Cuộc sống ngày xưa của mình như thế nào với Nhật. Thế nào? Ok, và nhận được những món quà ở đây. Cực kỳ xịn luôn. Ok. Nhá. Ok, chúng mình sẽ gặp lại các bạn tại Hải Phòng nhá. Lạnh chay nhá. Lạnh chay nhá. Bye bye. Các bạn tại Hải Phòng. Bye bye. Quay ra đi đúng không? Có đi, có ở quay ra đi. Ok. Bye bye mọi người nhá. Chào nè. Bye bye.